bạn có từng nghĩ những thứ mà người trước để lại đều là những thứ hữu ích hay không? Nếu không thì đó sẽ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời bạn. Chẳng hạn như việc nhà trường sắp xếp cho tôi chuyển vào phòng ký túc xá của chị gái tôi. Khi nhìn thấy tấm ga trải giường màu hồng mà chị gái để lại, tôi ngay lập tức mỉm cười bởi vì tôi đã từng ngủ trên chiếc giường màu hồng như vậy rồi. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra trong phòng này có rất nhiều thứ có mắc xích với nhau. Chẳng hạn như vỏ lon Coca này sẽ là van nước, ổ cắm điện thoại bị lỏng sẽ có một cái dây giày kế bên, ba cái móc dán tường dùng để treo điện thoại, thậm chí là còn treo giấy vệ sinh. Ở đầu giường còn có một thanh sắt được giấu rất là kín, nó được dùng để tắt đèn, đồng thời cũng để tự vệ khi có biến thái. Nhưng vẫn chưa hết đâu, ở bên trong tủ quần áo còn có một tấm băng vệ sinh. Tôi cứ tưởng là chị gái tôi ở bẩn lắm cơ, nhưng thật ra nó dùng để lưu lại hương thơm cho tủ quần áo chứ không phải hương thơm băng vệ sinh nha. Không chỉ có vậy, khi ký túc xá vào ban đêm không có nước nóng thì cái vòi sen bốn hướng này phát huy tác dụng, bởi vì khi tắm thì bốn người có thể tắm cùng nhau. Và chiếc tủ giày này thoạt nhìn trông giống như một chiếc tủ giày, tuy nhiên nếu mở thêm một lần nữa thì sẽ thấy một chiếc tủ lạnh nhỏ ẩn bên trong. Và nếu như đi ra ngoài mà không may quên chìa khóa thì hãy lấy cái tua vít này để mở luôn cho nhanh. Nói tóm lại, những thứ người đi trước để lại chỉ toàn là đồ có giá trị mà thôi, còn nếu không có giá trị thì vẫn sẽ có giá trị tinh thần hoặc giá trị phi tinh thần.